Tiếp theo là lô 42 nha quý vị. Lô này có hai cây mai chú thủy, một cây kim giòn, một cây trung nu ha. 270 bao quý ship. Anh nào mua cọc trước 100 còn lại shipper thu hộ. Cây này cây kim giòn. Bông quanh năm suốt tháng luôn nha. Cây này chơi dạng siêu mini nha, có ba cốt rồi nè. Đó, nó phân đều ra chân luôn rồi ha. Đó. Một cây nha. Còn cái cây này nó có cái chậu này nha, tôi đóng gói cẩn thận bể nứt nẻ gì không có đền nha quý vị. Ra rễ trắng bầu rồi nè. Mà chưa có ăn tới dưới đâu, còn một tháng nữa nó ăn tới dưới nó ra rễ trơn à. Đâm tược non ra nè. Đó. Vậy cứ để ngoài nắng chơi thoải mái nha. Chứ đừng đem để trong mát nha quý vị. Nó ra nắng được hết rồi đó. Khi nào mà bữa nào mà nắng gắt quá đó thì mình để buổi sáng thôi, buổi chiều mình đem vô, trưa trưa 12 giờ nó lên nắng dữ đó, đem vô. Còn mà nắng thường thường thì thôi 3-4 tiếng, 5 tiếng hồ nắng để thoải mái luôn nha. Nào tôi dặn trước hết nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.